Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy cùng các em mình ôn lại một số quy luật di truyền. Và nội dung tiết hôm nay chúng ta sẽ ôn phần di truyền liên kết không hoàn toàn, hay còn gọi là hoãn vị gen. Như thầy nói lúc nãy, liên kết gen thì chia hai phần, đó là liên kết hoàn toàn. Phần này mình đã ôn tập hôm trước. Nội dung của chúng ta hôm nay là ôn tập phần liên kết không hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta sẽ ôn tập phần hoãn vị gen. Trong cái tiết ôn tập này, chúng ta đi hai phần. Một là những kiến thức căn bản. Hai là chúng ta luyện tập ở một số dạng bài tập cơ bản nhất. Và sau cái tiết này, chúng ta còn tiếp tục có một tiết luyện tập thứ hai nữa. Về kiến thức căn bản, đối tượng nghiên cứu hôm trước các em học, các em biết rằng hiện tượng liên kết gen, liên kết hoàn toàn được phát hiện bởi một găng trên đối tượng là ruồi giấm. Và bây giờ cũng trên đối tượng ruồi giấm này, một găng đã tìm ra hiện tượng hoãn vị gen. Thí nghiệm của ông về hoãn vị gen như sau: P thuần chục, thân xám cánh dài, lai với thân đen cánh cụt. F1 thu được 100% thân xám cánh dài. Trong cái thí nghiệm liên kết hoàn toàn hôm trước, thầy nhắc lại một tí, ông dùng con đực F1 tiến hành lai phân tích, là lai với con cái thân đen cánh cụt. Thế thì ông thu được 50% xám dài, 50% đen cụt. Và hôm trước chúng ta biết rằng sở dĩ có hiện tượng này là vì cái gen quy định màu sắc thân và gen quy định độ dài cánh cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, và ở đó xảy ra liên kết gen hoàn toàn. Thế nhưng trong cái phép lai hôm nay, ông làm ngược lại. Lần này ông dùng con ruồi cái F1 thân xám cánh dài, ông lai với con đực thân đen cánh cụt. Thay vì cho hai loại kiểu hình 50% xám dài, 50% đen cụt, thì ông lại thu được 4 loại kiểu hình với tỷ lệ không bằng nhau. Đó là 41,5% xám dài, 41,5% đen cụt, 8,5% xám cụt và 8,5% đen dài. Vậy điều này giải thích thế nào? Chúng ta đi giải thích. Con ruồi cái thân xám cánh dài F1 có kiểu gen A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Con ruồi đực thân đen cánh cụt đem lai có kiểu gen A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Rõ ràng con ruồi đực thân đen cánh cụt đã cho 100% giao từ A nhỏ B nhỏ. Để có 41,5% thân xám cánh dài, chứng tỏ con ruồi cái F1 đã cho 41,5% giao từ A lớn B lớn. Để có 41,5% thân đen cánh cụt, chứng tỏ ruồi cái F1 đã cho 41,5% giao từ A nhỏ B nhỏ. Để có 8,5% ruồi thân xám cánh cụt, chứng tỏ ruồi cái F1 đã cho 8,5% giao từ A lớn B nhỏ. Và để có 8,5% thân đen cánh dài, chứng tỏ ruồi cái F1 đã cho 8,5% giao từ A nhỏ B lớn. Rõ ràng rằng A lớn và B lớn cùng nằm trên một nhịp sắc thể, A nhỏ và B nhỏ cùng nằm trên một nhịp sắc thể. Thế nhưng ở đây lại xuất hiện giao từ A lớn B nhỏ và giao từ A nhỏ B lớn, chứng tỏ đã có hoãn vị gen. Vậy thì do đâu có hiện tượng hoãn vị gen? Nói cách khác, cái cơ sở tế bào học của hoãn vị gen nó thể hiện thế nào? Chúng ta quan sát trên màn hình. Nhiễm sắc thể thứ nhất của cặp tương đồng chứa A lớn B lớn, nhiễm sắc thể thứ hai của cặp tương đồng chứa A nhỏ B nhỏ. Khi bước vào giảm phân, nhiễm sắc thể sẽ nhân đôi thành dạng kép. Vào kỳ trước của lần phân bào thứ nhất trong giảm phân xảy ra hiện tượng tiếp hợp giữa hai nhiễm sắc thể kép thuộc cặp tương đồng. Thế thì tiếp hợp sẽ có một trong hai khả năng xảy ra. Khả năng một, tiếp hợp xong thì thôi, không có gì thay đổi. Và lúc đó chúng ta có kết quả của liên kết gen hoàn toàn giải thích hôm trước. Trường hợp 2, khi tiếp hợp có đứt đoạn, có trao đổi chéo, và trên bảng là hình ảnh trao đổi chéo. Ở đây ta thấy A nhỏ được gắn qua
và bên kia A lớn được gắn qua. Kết quả của nó tạo thành bốn giao tử. Giao tử bình thường thứ nhất, A lớn B lớn. Giao tử bình thường thứ hai, A nhỏ B nhỏ. Giao tử có ren hoãn vị, đó là A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn. Chính sự kết hợp giữa các giao tử cái bình thường và hoãn vị với giao tử đực A nhỏ B nhỏ đã tạo thành bốn loại kiểu hình như trên bảng. Chúng ta có 41,5% giao tử cái A lớn B lớn, 8,5% giao tử cái A lớn B nhỏ, 8,5% giao tử cái A nhỏ B lớn, 41,5% giao tử cái A nhỏ B nhỏ, trong khi ta có 100% giao tử đực A nhỏ B nhỏ. Kết quả cuối cùng ta có như trên bảng. Thế thì chúng ta có mấy cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất, tần số hoãn vị ren được tính bằng tổng số giao tử có ren hoãn vị chia cho hay là trên tổng số sinh ra nhân 100. Và tần số hoãn vị ren luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 50%. Vậy thì khi nào tần số hoãn vị ren đạt 50%? Trở lại cái hình như lúc nãy, thì các em thấy rằng để tần số hoãn vị bằng 50%, tức là tổng số các cái giao tử có ren hoãn vị bằng một nửa tổng lượng giao tử sinh ra, thì mọi tế bào giảm phân đều phải xảy ra trao đổi chéo. Và thông thường ta không làm sao để thấy được giao tử bình thường hay giao tử hoãn vị. Chúng ta không có cách gì bằng mắt thường, bằng kính hiển vi ta biết được giao tử này là giao tử bình thường, giao tử kia là giao tử hoãn vị. Vậy thì ta có một cách gián tiếp, đó là chúng ta sẽ sử dụng kết quả đời con trong phép lái phân tích để nghiệm ra điều này. Trong phép lái phân tích có một cái cá thể đồng hợp lằng, cá thể đó chỉ cho một loài giao tử mang toàn ren lằng. Như vậy thì tỷ lệ các loài kiểu hình đời con sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ các loài giao tử của cá thể có hoãn vị ren. Cho nên chúng ta có cách khác. Tần số hoãn vị ren F bằng số cá thể tạo ra từ giao tử có ren hoãn vị trên tổng số cá thể sinh ra trong phép lái phân tích nhân 100. Và cái này là cái thực tế chúng ta dùng để tính toán với nhau, vì chúng ta thấy được các kiểu hình này bằng mắt thường. Ví dụ, ta quay lại trong trường hợp này. Rõ ràng những cái cá thể xám cục và đen dài nó được ra đời từ giao tử có ren hoãn vị. Đây, con xám cục đã ra đời từ cái giao tử A lớn B nhỏ là giao tử có ren hoãn vị. Còn bên kia thì giao tử A nhỏ B nhỏ rồi. Đen dài nó ra đời từ cái giao tử có ren hoãn vị là A nhỏ B lớn, còn bên kia A nhỏ B nhỏ rồi. Như vậy ta chỉ cần cộng lại các cái loài kiểu hình có ren hoãn vị, quy ra tỷ lệ phần trăm, thì chúng ta có tần số hoãn vị. Trong ví dụ này ta thấy tần số hoãn vị bằng 17%. Nó bằng 8,5% xám cục cộng với 8,5% đen dài. Cách này thì nó ngắn gọn. Và tới đây ta có mấy cái lưu ý quan trọng. Lưu ý thứ nhất, trong bốn chromatid của cặp nhiễm sắc tể kép tương đồng thì sự trao đổi chéo chỉ xảy ra giữa hai chromatid không chị em. Nhắc lại, hai chromatid nó dính với nhau ở tâm đồng, ta gọi hẳn là hai chromatid chị em. Và như thế sự trao đổi chéo xảy ra giữa một chromatid bên này và một chromatid bên kia của hai nhiễm sắc thể kép. Ý thứ hai, trên các nhiễm sắc thể, các ren càng xa nhau thì càng dễ xảy ra trao đổi chéo giữa hai chromatid dẫn đến hoãn vị ren, nên tần số hoãn vị ren càng lớn và ngược lại. Nhưng mà lưu ý, tần số hoãn vị ren lớn gì thì lớn, tối đa bằng 50%. Như lúc nãy thầy nói, để tần số hoãn vị bằng 50% thì 100% tế bào giảm phân phải xảy ra trao đổi chéo. Ta giải thích một tí, vì sao các ren càng xa nhau thì càng dễ xảy ra hoãn vị. Các em có thể hình dung vấn đề như sau. Ta lấy một sợi tóc của ai đó, ta cắt ngắn còn đúng 2 cm, và ta cầm hai đồng, ta cố gắng kéo cho nó đứt thêm lần nữa. Trường hợp 2, ta cũng lấy chính sợi tóc người đó mà ta để dài nửa mét, ta cầm hai đầu ta kéo cho ông đứt. Rõ ràng với lần 2 ta kéo dễ đứt hơn lần 1, mặc dù sợi tóc đó của cùng một người. Nói cách khác, các ren càng xa nhau thì cái khả năng bị đứt gãy
để dẫn đến trao đổi chéo nó xảy ra với tần số càng cao. Vì vậy, nhắc lại, các ren càng xa nhau thì càng dễ xảy ra hoãn vị và ngược lại. Nhưng mà nhớ cho rằng tần số hoãn vị tối đa bằng 50%, vì lúc đó mọi tế bào giảm phân đã xảy ra trao đổi chéo rồi. Và lưu ý tiếp tục, để mà tính khoảng cách giữa các ren, thế thì người ta không đo bằng milimet, người ta cũng chẳng đo bằng micromet, người ta cũng không đo bằng ăn rồng, người ta không đo bằng nanomet. Người ta dựa vào cái ý mình vừa nói lúc này, các ren càng gần nhau thì càng khó hoãn vị, nghĩa là tần số hoãn vị càng thấp. Các ren càng xa nhau thì càng dễ hoãn vị, nghĩa là tần số hoãn vị càng cao. Cho nên người ta mới nghĩ ra một cách hay, người ta quy ước như sau: nếu như tần số hoãn vị bằng 1%, ta bảo bằng một đơn vị bản đồ. Nếu như tần số hoãn vị bằng 5%, ví dụ thế, ta bảo bằng 5 đơn vị bản đồ. Và sau này để tưởng nhớ công lao của một găng, thì cứ một đơn vị bản đồ người ta có một cái tên khác, người ta gọi là 1 cm một găng. Một cái lưu ý tiếp, hoãn vị ren nó sẽ làm tăng số loài giao tử, mà tăng số loài giao tử thì kéo theo hàng tăng biến dị tổ hợp, mà tăng biến dị tổ hợp thì nó cung cấp cái nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa chọn giống. Cho nên hoãn vị ren có vai trò quan trọng đối với tiến hóa và chọn giống. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần luyện tập. Như vậy lúc này thầy đã nhắc lại các kiến thức cơ bản. Chúng ta luyện tập một số dạng đơn giản nhất. Dạng thứ nhất, viết giao tử và tỷ lệ mỗi loài giao tử. Bài tập đầu tiên chúng ta, câu 1, kiểu ren A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ với tần số hoãn vị F bằng 20% sẽ cho các loài giao tử với tỷ lệ là: phương A, A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 30%, A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 20%. Phương B, A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 40%, A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 10%. Phương C, A lớn B lớn bằng A lớn B nhỏ bằng 40%, A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B nhỏ bằng 10%. Và phương D, A lớn B lớn bằng A lớn B nhỏ bằng 30%, A nhỏ B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 20%. Ta thử phân tích một tí. Kiểu ren A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ thì giao tử hoãn vị của hắn phải là A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn. Vì tần số hoãn vị bằng 20%, mà tần số hoãn vị thì bằng tổng tỷ lệ phần trăm các giao tử có ren hoãn vị, nghĩa là có hai loài mà 20% thì mỗi loài giao tử hoãn vị phải là 10%. Phương án này trật, ngang đây trật. Phương án B, như lúc này đã trao đổi rõ ràng, tần số hoãn vị bằng 20% thì giao tử hoãn vị A lớn B nhỏ bằng giao tử hoãn vị A nhỏ B lớn bằng 10%, và phương án B phải là phương án đúng. Trong khi đó phương C sai ở chỗ, lại viết tỷ lệ một cái loài giao tử bình thường bằng tỷ lệ một loài giao tử hoãn vị, trong khi tần số hoãn vị không phải là 50%. Ngay từ đầu chỗ này nó sai. Và phương án D cũng sai tương tự. Chúng ta chuyển qua câu 2. Câu 2, kiểu ren A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn với tần số hoãn vị F bằng 40% sẽ cho các loài giao tử với tỷ lệ là: A, A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 30%, A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 20%. B, A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 20%, A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 30%. Phương án C, A lớn B lớn bằng A lớn B nhỏ bằng 30%, A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B nhỏ bằng 20%. Và phương án D, A lớn B lớn bằng A lớn B nhỏ bằng 30%, còn A nhỏ B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 20%. Ta để ý, vì kiểu ren là A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn, cho nên
giao từ hoàng vị của nó phải ngược lại, nghĩa là giao từ A lớn B lớn và giao từ A nhỏ B nhỏ. Vì tần số hoàng vị bằng 40% nên mỗi loại giao từ hoàng vị phải chiếm 20%. Như vậy ta phải tìm ra cái chỗ mà A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 20%. Rõ ràng trong trường hợp này ta tìm được phương B. Tiếp tục câu số 3. Kiểu ren A lớn B lớn trên A lớn B nhỏ với tần số hoàng vị F bằng 20% sẽ cho các loại giao từ với tỷ lệ là A. A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 30%. A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 20%. B. A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 40%. Còn A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 10%. Phương án C. A lớn B lớn bằng A nhỏ B lớn bằng 50%. Và phương án D. A lớn B lớn bằng A lớn B nhỏ bằng 50%. Kém để ý một tí, kiểu ren này khá đặc biệt. Đó là có một cặp đồng hợp và một cặp dị hợp. Với kiểu ren mà có một cặp đồng hợp, một cặp dị hợp cùng nằm trên một cặp nhiệm sắc thể thì cho dù có trao đổi chéo vẫn không làm xuất hiện loại giao tử mới. Cho nên trong trường hợp này rõ ràng vẫn cứ có hai loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau, đó là A lớn B lớn bằng A lớn B nhỏ bằng 50%, và phương án đúng phải là phương án D. Phương án D. Câu số 4. Kiểu ren A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn với tần số hoàng vị F bằng 40% sẽ cho các loại giao tử với tỷ lệ là câu A. A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 30%. A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 20%. Câu B. A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 20%. A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 30%. Câu C. A lớn B nhỏ bằng 100%. Xin lỗi, A nhỏ B lớn bằng 100%. Và câu D. A lớn B nhỏ bằng 100%. Kiểu ren này cũng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó đồng hợp hai cặp ren. Mặc dù trong quá trình giảm phân có thể có trao đổi chéo, nhưng mà trao đổi chéo vẫn không làm xuất hiện bất kỳ loại giao tử nào mới. Cho nên rõ ràng nó chỉ cho một loại giao tử duy nhất, đó là giao tử A nhỏ B lớn. Vì vậy trong trường hợp này bạn phải chọn câu C. Tới đây thầy có một lưu ý đặc biệt, đó là hoàng vị ren chỉ làm tăng số loại giao tử khi có ít nhất hai cặp ren dị hợp cùng nằm trên một cặp nhiệm sắc thể tương đồng. Các trường hợp còn lại cho dù có trao đổi chéo vẫn không dẫn đến việc tăng số loại giao tử. Lưu ý này các em nhớ để sau này mình làm bài tập cho đỡ mất thời gian. Câu tiếp theo. Câu 5. Kiểu ren A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ D lớn D nhỏ với tần số hoàng vị F bằng 20% sẽ cho các loại giao tử liên kết với tỷ lệ là phương A. A lớn B lớn D lớn bằng A lớn B lớn D nhỏ bằng A nhỏ B nhỏ D lớn bằng A nhỏ B nhỏ D nhỏ bằng 15%. Phương B. A lớn B lớn D lớn bằng A lớn B lớn D nhỏ bằng A nhỏ B nhỏ D lớn bằng A nhỏ B nhỏ D nhỏ bằng 20%. Phương C. A lớn B nhỏ D lớn bằng A lớn B nhỏ D nhỏ bằng A nhỏ B lớn D lớn bằng A nhỏ B lớn D nhỏ bằng 5%. Và phương án D. A lớn B nhỏ D lớn bằng A lớn B nhỏ D nhỏ bằng A nhỏ B lớn D lớn bằng A nhỏ B lớn D nhỏ bằng 10%. Các em để ý lời dẫn của câu hỏi này. Họ đang hỏi là các loài giao tử liên kết, nghĩa là giao tử không có ren hoàng vị. Thế thì ta thấy nhìn vào kiểu ren này, nếu hình dung sơ đồ tế bào học thì có hai cặp nhiệm sắc thể tương đồng. Cặp nhiệm sắc thể tương đồng thứ nhất
chứa hai cặp ren dị hợp, đó là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, trong khi cặp nhiễm sắc thể tương đồng thứ hai lại chứa cặp ren dị hợp D lớn D nhỏ. Cho nên cách làm của mình khá đơn giản như sau. Ta sẽ làm này. Thứ nhất, với cặp nhiễm sắc thể mà chứa hai cặp ren có hoàng vị, vì tần số hoàng vị bằng 20%, cho nên mỗi loài giao tử có hoàng vị 10%, mỗi loài giao tử bình thường 40%. Ở đây người ta chỉ hỏi giao tử liên kết, vì vậy hai cái sau này việc để rõ, nhưng ta chỉ quan tâm hai cái trước. Trong khi đó, với cái cặp nhiễm sắc thể thứ hai chứa cặp ren D lớn D nhỏ thì nó cho 50% giao tử D lớn, 50% giao tử D nhỏ, và ta chỉ cần lần lượt nhân như kiểu nhân đa thức, đó là 40% A lớn B lớn nhân với 50% D lớn thì ra 20% A lớn B lớn D lớn, 40% A lớn B lớn nhân với 50% D nhỏ thì ra 20% A lớn B lớn D nhỏ, 40% A nhỏ B nhỏ nhân với 50% D lớn thì ra 20% A nhỏ B nhỏ D lớn, và 40% A nhỏ B nhỏ nhân với 50% D nhỏ thì ra 20% A nhỏ B nhỏ D nhỏ. Đó chính là tỷ lệ các loài giao tử liên kết. Ta sẽ đi tiếp. Câu 6. Kiểu ren A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ D lớn D nhỏ với tần số hoàng vị F bằng 40% sẽ cho các loài giao tử hoàng vị với tỷ lệ là. Câu A, các em có thể coi trên bảng. Câu B, tương tự. Câu C và câu D hoàn toàn tương tự như cách giải lúc nãy. Rõ ràng ở đây ứng với hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Ta mới thấy thế này. Cặp nhiễm sắc thể thứ nhất đã cho bốn loài giao tử với tỷ lệ không bằng nhau. Cặp nhiễm sắc thể thứ hai xét riêng, nó cho hai loài giao tử D lớn D nhỏ với tỷ lệ bằng nhau. Khi mình nhân lại bốn loài giao tử nhân hai loài giao tử thành tám loài giao tử. Trong tám loài giao tử đó thì có bốn loài giao tử có ren hoàng vị và bốn loài giao tử bình thường. Vì tần số hoàng vị bằng 40% chia đều cho bốn loài giao tử có ren hoàng vị, thành ra mỗi loài bằng 10%. Trong trường hợp này chúng ta tính nhanh mà không cần phải lập luận dài dòng. Ta có thể vin vô cái tần số hoàng vị là bằng tổng tỷ lệ phần trăm các giao tử có ren hoàng vị. Hẳn có bốn loài giao tử có ren hoàng vị mà tổng của nó bằng 40%, vậy mỗi loài bằng 10% ta do phát hiện ra phương án D được, cả phương án khác không cần quan tâm. Dạng 2, tìm số tế bào giảm phân. Câu số 7, một cá thể có kiểu ren A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, tần số hoàng vị là 20%. Có 200 tế bào của cơ thể này giảm phân. Theo lý thuyết, số tế bào có trao đổi đoạn là: câu A 40, câu B 16, câu C 80 và câu D 20. Vậy thì bài này tương đối lạ so với những bài vừa rồi, nó là một dạng khác. Cân nhắc lại điều này để kém làm bài tập. Để tần số hoàng vị bằng 50% thì 100% tế bào khi giảm phân đã xảy ra trao đổi chéo. Thế thì trong trường hợp này ta sẽ nói với nhau. Ở đây tần số hoàng vị là 20%, dễ dàng tính toán được sẽ có 40% tế bào có trao đổi chéo hay là trao đổi đoạn. Vậy thì 40% của 200 tế bào là 80 tế bào. Thế nhắc lại cách tính toán dạng bài tập này, ta vin vào điều này nè. Để tần số hoàng vị bằng 50% thì 100% tế bào phải xảy ra trao đổi đoạn. Vậy thì tương tự, để tần số hoàng vị 20%, dễ dàng thấy có 40% tế bào khi giảm phân có trao đổi đoạn. 40% của 200 tế bào là 80 tế bào. Ta sẽ chọn nhé. Bài tập tiếp theo, câu 8. Một cá thể
có kiểu ren A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn, tần số hoãn vị 40%. Có 500 tế bào của cơ thể này giảm phân, theo lý thuyết số tế bào không trao đổi đoạn là. Câu này các em có thể giải hoàn toàn tương tự câu số 7. Lần này ta nói với nhau như sau: vì tần số hoãn vị bằng 40%, cho nên suy ra có đến 80% tế bào đã xảy ra trao đổi đoạn, và như thế có 20% tế bào còn lại không trao đổi đoạn. 20% của 500 tế bào chính là 100 tế bào, cho nên ta chọn phương án B. Ta nghiên cứu bài tập tiếp theo. Câu 9. Một con chuột cái có kiểu ren A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, tần số hoãn vị ren là 20%. Khi giảm phân, có 100 trứng A lớn B nhỏ được tạo thành. Theo lý thuyết, có tất cả bao nhiêu tế bào sinh trứng đã giảm phân? So với những bài trước thì bài này khó hơn. Trước hết, các em phải nhớ cho, ở động vật, một tế bào sinh giao tự cái giảm phân thì tạo thành 4 tế bào đơn bội N. Nhưng trong đó một tế bào được chọn làm trứng, 3 tế bào còn lại thì làm thể định hướng. Xét cho cùng, thể định hướng cũng mang bộ nhiệm sắc thể đơn bội như trứng, nhưng mà lượng tế bào chất của chúng rất ít, sau này chúng tiêu biến. Toàn bộ tế bào chất dồn cho trứng, để trứng này nếu tham gia thụ tinh thì có chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng phôi sau này. Đây được coi là một đặc điểm thích nghi. Bây giờ ta coi tiếp. Thế thì thế này, bốn phương án đưa ra này: A 400, B 500, C 800, D 1000. Ta thay nhắc điều đó trước để mình làm tiếp này. Giờ ta có, nếu như ta có 100 trứng A lớn B nhỏ thì điều này phải được hiểu là giảm phân, ta từng có 400 tế bào đơn bội A lớn B nhỏ. Mà để có 400 tế bào đơn bội A lớn B nhỏ thì ta nhớ rằng từng có 400 tế bào giảm phân có trao đổi chéo. Ta phải có 400 tế bào giảm phân đã trao đổi chéo. Thì ta lại bàn tiếp. Ở đây tần số hoãn vị ren là 20%. Thế thì mình thấy thế này này, tần số hoãn vị là 20%, có nghĩa là 40% tế bào có trao đổi chéo. Bây giờ 40% đó là 400. Vậy thì trong trường hợp này, tổng số tế bào mà thực hiện quá trình giảm phân là 1000 tế bào, cho nên ta chọn phương án D. Đây là bài khó này. Thầy nhắc lại, nếu ta có 100 trứng A lớn B nhỏ, có nghĩa là ta từng có 400 tế bào đơn bội A lớn B nhỏ. Để có 400 tế bào đơn bội A lớn B nhỏ, phải có 400 tế bào có trao đổi chéo. Mà ta lại nói với nhau rằng tần số hoãn vị 20%, tần số hoãn vị 20% thì 40% số tế bào có trao đổi chéo, và ta vừa tìm được 40% tế bào trao đổi chéo chính là 400 tế bào. Như vậy chúng ta dễ dàng suy ra tổng số tế bào ứng với 100% là 1000 tế bào. Ta bàn tiếp. Câu số 10 thuộc về dạng số 3, tìm số loài giao tự. Ruồi nhà có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 12. Một ruồi cái trong tế bào có 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mà trong mỗi cặp gồm 2 nhiễm sắc thể có cấu trúc giống nhau. Ý này muốn nói rằng mỗi một cặp như rứa thì toàn chứa các cặp ren đồng hợp, không chứa cặp dị hợp. Các cặp nhiễm sắc thể còn lại thì 2 nhiễm sắc thể có cùng cặp có cấu trúc khác nhau. Như vậy có nghĩa là nó chứa các cặp ren dị hợp. Ta nên hiểu thế: khi phát sinh giao tự đã có 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi cặp gồm 2 nhiễm sắc thể có cấu trúc khác nhau. Như vậy
hai cái cặp mà xảy ra trao đổi đoàn theo đề nó không nằm trong hai cặp ban đầu mà nó nằm trong số những cặp còn lại. Nhớ điều này kẹo nhau. Người ta hỏi số loài trứng sinh ra từ ruồi cái đó là bao nhiêu? Vậy thì bài này câu A 16, câu B 32, câu C 64, câu D 108. Ta có thể giải nhanh gọn như sau. Với mỗi một cặp nhiễm sắc thể gồm hai nhiễm sắc thể có cấu trúc giống nhau, có nghĩa là có cặp gen đồng hợp, thì cặp đó cho một loài giáo tử. Ta hình dung cặp thứ nhất cho một loài giáo tử, cặp thứ hai cho một loài giáo tử, vì mỗi cặp như vậy đều chứa cặp gen đồng hợp. Cặp thứ ba và cặp thứ tư, cặp nào cũng chứa cặp gen dị hợp cả, ít nhất là hai cặp gen dị hợp. Cho nên khi trao đổi chéo tại một điểm thì ta sẽ thấy cặp thứ ba sẽ cho bốn loài giáo tử, cặp thứ tư sẽ cho bốn loài giáo tử. Hai cặp còn lại mặc dù chứa cả cặp gen dị hợp mà không trao đổi chéo, cho nên mỗi cặp còn lại cho hai loài giáo tử. Vì vậy số loài giáo tử sẽ bằng 1 nhân 1 nhân 4 mũ 2 nhân 2 mũ 2, tức là bằng 64. Ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo. Câu số 11. Ở một loài thực vật, gen A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định thân thấp, B lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với B nhỏ quy định hoa trắng. Lai cây thân cao hoa đỏ với cây thân thấp hoa trắng thu được F1 phân ly theo tỷ lệ 37,5% cao trắng, 37,5% thấp đỏ, 12,5% cao đỏ, 12,5% thấp trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra, tần số hoãn vị gen của cây đem lai là. Ta đọc nhanh đề này, ta thấy rằng đây là phép lai phân tích. Bởi vì trong đó có một cá thể mang hai tình trạng trội và một cá thể mang hai tình trạng lặng. Và hoàn toàn dễ làm bài này. Trong phép lai này, tần số hoãn vị được tính toán dựa vào tổng các cái kiểu hình mà tạo thành từ các giáo tử mang gen hoãn vị. Cho nên bài này viết thì dài, nhưng mà thiệt ra thì trong bốn phương án A, B, C, D đề bài đưa ra thì ta thấy ta chọn cực kỳ mau. Ta thấy này, ở đây hai loài kiểu hình chiếm tỷ lệ thấp, đó là cao đỏ và thấp trắng. Như vậy hai loài kiểu hình này ra đời từ giáo tử có gen hoãn vị. Ta đem hẳn ta cộng với nhau, ta có ngay tần số hoãn vị mà không cần phải giải dài dòng văn từ gì cả. Và câu chọn trong trường hợp này là câu C. Đây, 12,5 cộng 12,5 thành lập, không cần phải giải dài dòng. Bài tiếp theo, câu 12. Một loài thực vật A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định thân thấp, B lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với B nhỏ quy định hoa trắng. Lai cây thân cao hoa đỏ với cây thân cao hoa trắng thu được F1 có 10% số cây thân thấp hoa trắng, cho biết không có đột biến xảy ra, tần số hoãn vị gen của cây đem lai là. Các em để ý bài tập này có khác một chút. Ở đây cây thân cao hoa đỏ là cây mang hai tình trạng trội, nhưng cây thân cao hoa trắng là cây mang một tình trạng trội và một tình trạng lặng. Đề bài họ bảo tìm tần số hoãn vị, nghĩa là ngay từ đầu công nhận rằng hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, cho nên ta không cần quan tâm nhiều. Rõ ràng trong trường hợp này có 10% số cây thân thấp hoa trắng thì chứng tỏ cây thân thấp hoa trắng này cũng phải cho giáo tử A nhỏ B nhỏ, và nó cho giáo tử đó với tỷ lệ 50%. Cho nên bài này ta làm rất là đơn giản. Với bốn kết quả này ta chọn như sau: 10% A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ bằng 50% A nhỏ B nhỏ của cây nào, cây cao trắng, nhân với 20% giáo tử A nhỏ B nhỏ của cây cao đỏ. Cái loài giáo tử mà chiếm 20% là bé hơn 25%. Như thế nó là giáo tử có gen hoãn vị và đây là một loài. Vậy thì tần số hoãn vị bằng tổng tỷ lệ phần trăm các giáo tử có gen hoãn vị. Một loài 20%, vậy thì hai loài là 40%. Và ta chọn phương D.
Chúng ta sẽ nghiên cứu câu tiếp theo, câu 13. Ở một loài thực vật, gen A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định thân thấp. Gen B lớn quy định quả tròn trội hoàn toàn so với B nhỏ quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể. Cây gì hợp từ với hai cặp gen giao phận với cây thân thấp quả tròn thu được đời con phân ly theo tỷ lệ 310 cây thân cao quả tròn, 190 cây thân cao quả dài, 440 cây thân thấp quả tròn, 60 cây thân thấp quả dài, cho biết không có đột biến xảy ra, tần số hoãn vị giữa hai gen nói trên là phương A 12%, B 6%, C 24% và D 36%. Các em thấy bài tập này cái D của nó dài, nhưng mà thực ra nếu mình biết thì mình dài không dài. Có thể hướng dẫn cách sau đây. Trước hết, chúng ta tìm tỷ lệ cây mang hai tính trần lặng ở đời con. Chúng ta có 60 cây mang hai tính trần lặng trên tổng số của nó cộng lại thành 1.000 cây ở mẫu. Như vậy, ta quy ra là hẳn được 6%. Và rõ ràng, trong 6% này, cái cây mà thân thấp quả tròn đem lại buộc lòng nó phải cho 50% giao từ A nhỏ B nhỏ, vì rằng nó đồng hợp lặng một cặp dì hợp một cặp ren. Còn cây thân thấp quả dài F1 chiếm tỷ lệ 6% thì ta dễ dàng suy ra sẽ bằng 50% giao từ A nhỏ B nhỏ của cây thấp tròn đem lại nhân với 12% A nhỏ B nhỏ của cây mang hai tính trần trội đem lại. Và ta thấy cái loài giao từ chiếm tỷ lệ 12% là bé hơn 25%, cho nên hẳn là giao từ có ren hoãn vị, mà ta lại có hai loài giao từ có ren hoãn vị. Vì vậy tần số hoãn vị bằng chỉ cần lấy 12% nhân 2 lần ra, và ta khỏi cần phải giải dài dòng văn tự. Nếu như mình nắm vững kiến thức thì mình sẽ làm rất ngắn gọn. Trên đây là một số dạng bài tập về hoãn vị ren đơn giản thầy trao đổi cùng các em, những cái dạng phức tạp sẽ được nghiên cứu trong tiết tiếp theo. Lần nữa xin chào tất cả các em.